Xin chào các bạn, nó làm sao nhỉ? Có rất nhiều bạn inbox cho mình hỏi cái phân khúc mức giá tầm khoảng 4 triệu chính hãng. Nhắc lại nha, chính hãng ấy, thì nên lựa chọn cái máy nào để mà tặng cho người thân trong gia đình. Lý do những các bạn ấy không lựa chọn hàng xách tay là bởi vì là hàng đi tặng cho những người lớn tuổi một chút, mà lại không muốn chi quá nhiều tiền, không muốn hàng xách tay bởi vì nó không ổn định và cái bảo hành đôi lúc nó khó. Thế thì tầm nào bây giờ? Các bạn có sự lựa chọn nào đóng góp giùm mình một chút? 2000 years later. Chắc là các bạn cũng lựa chọn một vài sản phẩm rồi đúng không? Với cá nhân mình đánh giá thì với tầm 4 triệu các bạn nên cố gắng lựa chọn cho mình cái sản phẩm nào có cái cấu hình gọi là cao nhất có thể. Tại vì tầm 4 triệu chính hãng thì lựa chọn một sản phẩm nào phải màn hình thật đẹp rồi cấu hình phải cao các thứ này thì nó khó lắm. Chưa kể thương hiệu các thứ nữa nó khó lắm. Thế nên là mình nghĩ rằng nên lựa chọn cái máy nào có cấu hình cao nhất. Và sau một khoảng thời gian nói chung là hơi bị dài tìm kiếm các thứ thì mình có ở đây là chiếc Xiaomi Redmi 4X chính hãng. Nó có mức giá thị trường Việt Nam vào khoảng tầm 4 triệu và có một vài những đại lý bán sẽ có mức giá còn thấp hơn một chút nữa. Đây là chiếc điện thoại có cấu hình cao nhất mà mình có thể tìm được. Và chúng ta hãy cùng nhau đánh giá về chiếc điện thoại này. Thì như mình vừa nói, cái điểm có lẽ là mạnh nhất của chiếc điện thoại này nó chính đến từ cái cấu hình dựa trên cái mức giá chính hãng. Chúng ta sẽ có con chip đó Snapdragon 435 và chúng ta sẽ có 3GB RAM. Với cái con chip là 435, 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong thì các bạn có thể sử dụng gần như là mọi tác vụ hiện tại đang có mặt như là chúng ta Facebook này, chat chit này, rồi là lướt web hay thậm chí chúng ta vẫn có thể chơi những game nhẹ nhẹ một chút. Game nặng thì chỉ cần hạ mức đồ họa xuống như là mình chơi Hit hay là Crossfire vẫn có thể chế được ngon được hết. Thế nên là các bạn cũng không cần phải quá là đắn đo. Chỉ có điều, đây là một con chip tầm thấp giá rẻ thì nó sẽ không thể mang lại trải nghiệm tốt giống như những con chip tầm trung cao hơn hoặc là những con chip tầm cao cấp mà thôi. Thế nói chung là vẫn ok, các bạn đừng có lo nhá. Thế nhưng, cái cấu hình của nó vẫn chưa phải là tất cả đâu. Có rất nhiều thứ thú vị mà sản phẩm này mang đến cho các bạn. Một phần trong đó chính là cái thiết kế ở bên ngoài. Như các bạn có thể thấy là mình có cái bản màu đen, đen huyền bí, đen từ trước cho đến mặt lưng đằng sau. Thì cái phần ở giữa đây, chúng ta sẽ có một cái mảng bằng kim loại. Hai mảng ở trên thì mình có cảm giác là nó bằng nhựa để mà chúng ta đặt những vị trí như anten thu phát sóng. Cái khả năng hoàn thiện của sản phẩm này là rất tốt ở mức giá chính hãng 4 triệu. Bởi vì chúng ta có một cái khối gì đó rất là liền lạc và nó liền mạch từ mặt trước cho đến mặt lưng đằng sau. Thậm chí cái mặt kính đằng trước cũng được bo cong 2.5D giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm vuốt từ cạnh ở ngoài vào màn hình. Nó rất là mượt mà và nó không khiến cho các bạn cảm thấy là khó chịu hay là chúng ta cảm giác bị cấn bóp hay là cấn đau gì cả. Máy có kích thước màn hình là 5 inch dẫn đến là các bạn có thể thấy là kích thước tổng thể của máy rất là nhỏ gọn trong tay của mình như thế này. Dẫn đến là chúng ta vẫn có thể sử dụng để mà đôi khi nhắn tin một tay hay là chúng ta sử dụng bằng một tay cực kỳ là dễ dàng mà gần như không gặp bất cứ một khó khăn nào cả, đút vào túi quần cũng rất là ngon. Thiết kế đã rất ấn tượng và tốt như thế này rồi và có một cái điểm nữa có thể nói rằng thực sự mà nó chốt hạ đấy. Pin có dung lượng là 4100mAh và đây là chiếc điện thoại pin tốt nhất từ trước đến giờ mà mình sử dụng ở trong cái phân khúc mức giá này. Pin có dung lượng lớn, kèm theo với đó là màn hình chỉ là độ phân giải HD, cấu hình cũng thấp, dẫn đến chúng ta có một thời lượng sử dụng cực kỳ ấn tượng. Và đây mình sẽ cho các bạn xem cái thời gian sử dụng của mình. Thứ nhất cho xem lịch sử trước, không hề sạc nhồi bất cứ một tí nào. Đấy, thấy không? Chắc là thấy, mong là thấy. Không hề sạc nhồi bất cứ một tí nào và máy đã sử dụng được tới bao nhiêu? 4 ngày 23 giờ 21 phút 58 giây. Sắp được 5 ngày rồi đấy. Mình thì mình không sử dụng cái máy này nhiều. Đây, đôi khi mình bật wifi để mình sử dụng này. Và mình chỉ sử dụng nó để nghe gọi và nhắn tin là chính. Dẫn đến là cái thời gian on screen màn hình nó cũng không là quá nhiều. Nó chỉ vào khoảng tầm 2 tiếng mà thôi. Và bây giờ máy vẫn còn 34%. Tức là nếu như mình dùng gọi nghe gọi, nhắn tin các thứ nữa thì ít nhất nó phải được tầm khoảng 2 ngày nữa, thậm chí là 3 ngày. Đôi khi mình sử dụng wifi với các thứ, mình chơi game, mình lướt web thì với 34% này vẫn có thể sử dụng trong vòng 1 ngày nữa. Quay trở vào những cái tính năng thì chiếc điện thoại này đang chạy trên MIUI 8 và với cái hệ điều hành này chúng ta có rất nhiều cái tính năng thú vị. Một trong đó là cái gì? Đó là không gian thứ hai. Đây là các bạn có thể tạo ra một cái không gian nữa, chúng ta tạo ra một cái chiếc điện thoại nữa sử dụng trên cái chiếc điện thoại này. Đi làm thì chúng ta sử dụng một không gian, về nhà với vợ với con thì lại sử dụng một không gian nữa. Và cái điều thú vị là hai cái không gian này, cái dữ liệu hay là những cái ứng dụng nó không hề ăn nhập vào nhau, tức là data của không gian này không ăn nhập vào data của không gian 2. Nên là ông nào mà muốn trốn vợ thì tính năng này rất là thú vị.
Trên nữa, nếu như các bạn không thích không gian thứ hai thì chúng ta vẫn có một cái mục đó là ứng dụng kép để các bạn có thể sử dụng, ví dụ như là hai tài khoản trên cùng một ứng dụng. Những cái ứng dụng đề nghị ở đây ví dụ như là Facebook, Messenger, hay là nếu như các bạn chơi game như kiểu Hit chẳng hạn thì các bạn vẫn có thể cài hai app trên cùng một cái chiếc điện thoại rất là dễ dàng. Còn nói về giao diện hay là những cái trải nghiệm như là notification như thế nào này, những cái tính năng nhỏ nhỏ phía bên trong thì có lẽ là mình không cần phải chia sẻ nhiều. Nói về MIUI thì đã có quá nhiều kênh chia sẻ rồi, mình bỏ qua luôn. Thế nhưng không phải là sản phẩm này không có điểm yếu. Với mức giá là 4 triệu thì các bạn sẽ cần phải hy sinh một chút ở phần màn hình. Nó sẽ có kích thước 5 inch độ phân giải HD và cái hiện tượng rỗ, nếu như bạn nào mà không phải là mắt quá tinh thì không nhận ra. Nhưng đối với mình đang dùng những cái máy màn hình Full HD 2K quá quen rồi nên là mình nhận thấy là màn hình này hơi bị rỗ nhẹ. Và nếu như các bạn để ý thì cái màu trắng của sản phẩm này cũng không được quá trong. Đây là một cái màn hình IPS và mình đánh giá là cái chất lượng tấm nền nó chỉ mức gọi là tạm chấp nhận được, không quá là ấn tượng giống như những sản phẩm tầm giá cao hơn của những thiết bị Xiaomi. Nói chung là giá thì phải chấp nhận với cái hiện tượng này mà thôi. Camera cũng là một cái điểm trừ khi mà chúng ta cũng có thông số là ok, 5.cam trước và 13.cam sau. Nói chung là trải nghiệm về camera thì cái sản phẩm này đủ sáng và chụp ngoài trời hay là đôi khi các bạn chụp check-in ok. Selfie cũng mang lại trải nghiệm gọi là tạm chấp nhận được khi mà màu da đưa lên cũng tốt và chúng ta vẫn có khả năng làm mịn da của những chiếc Xiaomi. Nhưng đánh giá gọi là cao thì mình cũng không đánh giá là cao. Và thậm chí camera của sản phẩm này thua thiệt khá nhiều so với một vài những đối thủ khác của nó trên thị trường hiện nay. Tổng kết lại thì với Redmi 4X thì chúng ta có 3 điểm để nhấn vào. Thứ nhất đó là cấu hình, thứ hai đó là thiết kế và thứ ba đó chính là thời lượng pin. Nhưng các bạn sẽ phải bù lại là chấp nhận một chút về cái màn hình và chấp nhận một chút nữa đó là về phần camera. Nói chung ạ, 4 triệu chính hãng, mình recommend cái máy này. Còn với quan điểm của các bạn đánh giá cao chiếc điện thoại nào, hãy comment xuống phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên bấm like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và hãy nhớ bấm nút đăng ký để ủng hộ mình cho những video tiếp theo nhé. Bye!